Dạ xin chào ông bà, cô chú bác, anh chị em gần xa thân mến nha. Dạ xin thưa anh chị, vườn mai của em bữa nay cũng đã tới cái cử phun thuốc cho nó theo định kỳ. Vì vậy em làm một cái video này để chia sẻ lên cho anh chị xem tham khảo. Thì vườn mai của em làm gì, em phun thuốc gì và em bón phân như thế nào, em chăm sóc như thế nào em cũng đều đăng lên để cho anh chị kiểm tra bằng một cách thực tế. Thì sau khi em thực hành xong rồi thì em cũng quay lại để cho anh chị kiểm tra cái sự phát triển của cây mai trong vườn em như thế nào. Để cho anh chị thấy hợp lý logic thì anh chị áp dụng theo và anh chị em mình cùng nhau phát triển. Thì anh chị xem kênh YouTube của em hoài thì anh chị cũng biết rồi. Thì cái vườn mai của em toàn là mai tơ ha. Và vườn mai của em chăm sóc thành hình cây nào thì em bán cây đó. Thì cái vườn mai của em mới gầy từ hôm Tết tới giờ ha. Dạ thì bây giờ đầu video em sẽ cầm cái máy điện thoại này, em sẽ quay sơ sơ ngang cái vườn mai của em một cái để cho anh chị kiểm tra coi thử coi em chăm sóc từ hôm Tết tới giờ cây mai em nó phát triển có mạnh không, bộ lá nó có xanh mướt hay không, để anh chị áp dụng theo và anh chị em mình cùng nhau phát triển. Thì em có cái gì em đều chia sẻ hết, em biết cái gì em đều chia sẻ hết nhằm mục đích để cho anh chị em mình cùng nhau phát triển. Còn đối với mấy anh chị mới tập chơi mai, mới bắt đầu vào trồng mai và chăm sóc mai, trồng ít cây, thì Tết anh chị cũng có một cây mai để chơi bông nếu như anh chị kiên trì theo dõi kênh YouTube của em thường xuyên ha. Nói anh chị quan sát cái vườn mai của em ha, mà cái mẫu vườn mai của em làm á là cái mẫu lắc lượng ha anh chị. Cái mẫu này nó cũng hơi khó chăm sóc hơn so với cây mai dáng trực thẳng, hoặc là những cây mai mà dán thẳng ít chỉnh sửa á, thì cái mẫu đó mình chỉ cần cầm cái kéo á, mình coi anh tàn cho nó thành hình cái mâm xôi, hình nón lá hoặc là cây trực thẳng tàn thông thì nó sẽ thành hình. Còn cái mẫu này là mình phải uốn éo thường xuyên, nhưng mà em uốn éo rồi em chăm sóc cây mình nó cũng phát triển không thua những cái mẫu đó. Các anh chị quan sát á, là sau khi em bón phân cho từng cơ địa cây mai rồi thì bữa nay em thấy những cái cây mà em bón anh chị nó đều phát triển cái màu sắc lá như ý muốn, nó cải thiện được cái màu sắc của lá. Bởi vì lá mai vào cái giai đoạn này nó rất là quan trọng, cây mình vừa sinh trưởng và vừa sinh sản. Nếu như anh chị bón phân nó sai thì dẫn đến làm cho cái bộ lá mai của anh chị á nó mau già, nó vàng, nó rụng. Vì vậy mình phải bón phân cho nó đúng vào cái giai đoạn này. Anh chị nào xem cái video đó rồi thì anh chị cũng biết rồi ha. Còn đây là những cây mai tơ hôm Tết em đăng lên bán anh chị. Một cây 450.000 đó, cây rất nhỏ. Mà bây giờ anh chị quan sát cây mai này ha, nó phát triển rất mạnh, rất lớn ha anh chị. Huống chi là em thường hay chỉnh sửa cho cây. Thì trong lúc mình chỉnh sửa cây mai mình nó sượng phần nào anh chị, nhưng mà mình chỉnh sửa rồi, mình hiểu cây mai quá, thì mình chăm sóc nó sẽ phát triển mạnh sau khi mình chỉnh sửa. Thì so sánh giữa cây mai mà lắc lượng như thế này, một cái cây mai chỉnh sửa thường xuyên như thế này, so sánh lại với cây mai mà không chỉnh sửa đó, thì cây mai không chỉnh sửa nó sẽ phát triển hơn. Tuy nhiên cái cây mai không chỉnh sửa nếu như anh chị chăm sóc nó sai thì nó phát triển chậm hơn. Nó cũng phụ thuộc vào cái sự chăm sóc của mình một phần nào rất lớn ấy anh chị. Sau khi em bón phân cho vườn mai em rồi thì bữa nay anh chị quan sát vườn mai của em á, là cái bộ lá nó rất ngon ha anh chị. Bộ tàn lá nó xum xuê như thế này. Anh chị hãy coi cái bông này nó nở nè. Cái bông này nó nở nè. Có một cái màu vàng nghệ ha anh chị. Cái màu vàng rất ngon. Thì đối với riêng em cái màu sắc như vậy là ok rồi. Rồi cây mai này cũng vậy nữa nè. Cây mai này hôm Tết em cũng đăng lên bán anh chị. Đây, cái màu nó như thế này là ok rồi. Nó còn tơ, nó còn nhỏ mà nó cho ra cái bông và cái màu như vậy là ok rồi. Mình chăm sóc nó càng lớn thì sau này nó sẽ có giá trị. Cây mai mình càng lớn thì nó sẽ càng có giá trị, càng đẹp. Càng già mùa thì nó sẽ cho bông càng chất lượng, nó vậy thôi à. Thì cái phong cách mà em trồng vườn mai của em á là em trồng mai tơ như thế này, thì như bữa nãy em nói đó, trồng mai tơ như thế này để cho vừa cái túi tiền của em và vừa túi tiền của anh chị luôn.
một cây vài trăm ngàn thôi, cao gì là 2-3 triệu bạc một cây trở lại anh chị. Nó tùy theo cây, cây nào lớn hơn và mùa hơn thì nó sẽ mắc hơn chút. Nhưng mà cái vườn mai của em á là em trồng, em tuyển chọn bông á anh chị, bông đẹp đẹp. Mà anh chị thấy bên đó có cây nè, bông khá ngon đây nè anh chị, có anh chị coi cây mai này, cây này nó muốn tàn rồi, cái màu nó cũng ngon nè, nè nó muốn tàn rồi nè, thấy chưa. Đây anh chị coi cái cây mai này, bông nó giống hệt như là bông siêu bông Bình Lợi luôn á anh chị. Anh chị hãy coi cái bông này, giống hệt như là siêu bông Bình Lợi luôn. Còn cây mai em giao video hướng dẫn lặt lá nửa năm á, bữa nay đâm chồi nè, thì cũng có một hai bạn nói là hướng dẫn lặt lá nửa năm như vậy cây mai nó chết. Thì bây giờ chết hay không mình quay lại cho bạn coi luôn, cũng là dạng bạc thầy không mà anh chị ơi. Đây anh chị hãy coi cái bông này ngon lành ha. Thì vào cái giai đoạn này có một số cây mai nó nở bông dối như thế này, mình cũng để ý và mình thấy được cái cây mai đó bông như thế nào để mình có cái động lực chăm sóc cây mai mình sau này tốt đẹp hơn. Thì cái vườn mai của em chăm sóc đó anh chị, có cây phát triển trước có cây phát triển sau, tại vì có mình một mình chăm sóc mình làm không có sở anh chị, nhưng mà khi mà mình chăm sóc rồi thì nó đều phát triển đồng đều như nhau, không có chênh lệch cho quá. Rồi em mời các anh chị theo chân em để phun thuốc này hỗ trợ cho cái bộ tàn lá mai của mình á phát triển mập cành mập cốt và giúp cho màu sắc của lá mai á càng ngày nó càng ngon hơn. Và đây là cái thùng phi em chứa nước á, dưới cái miệng quai như thế này là khoảng 80 lít nước. Thì em canh canh phun khoảng chừng 80 lít như thế này là đủ rồi, bởi vì những cái đợt phun trước em phun 80 lít như thế này là đủ rồi á anh chị. Đây là gói thuốc trị sâu bọ chỉ Astra, thuốc huyền thoại mà em thường hay chia sẻ ha. Gói này của em là 1 gram, pha cho 8 lít nước, đặt trị sâu và bọ chỉ ha. Còn đây là Matsuno, cái dạng gói lớn. Đây gói nhỏ nó như thế này nè anh chị, Matsuno. Đây là dạng gói nhỏ 4 gram, còn gói này của em là gói lớn, thì cũng đặt trị sâu bọ chỉ và tất cả các loại côn trùng. Gói này của em có khối lượng là 4 gram, hai thằng này cộng lại là 5 gram, pha cho 8 lít nước ha. Còn đây là cơm bi đa chung vi lượng ha. Anh chị mua cái loại này giống như em thì phun, còn không có thì mua cơm bi Nhật cũng được, cơm bi Thái cũng được, hoặc là cơm bi hữu cơ mà em thường hay chia sẻ cũng được. Thì cái loại này em phun hổm dày cũng mấy cử rồi, rất ngon. Thành phần canxi 16%, lưu huỳnh 13%, magnơ 3%, kẽm 8000, sắt 15.000, mangan 4.000, đồng 3.000, bo 1.000, độ ẩm 3%. Công dụng cung cấp đầy đủ đa chung vi lượng, vi lượng thiết yếu cho cây trồng ở dạng dễ hấp thu.
tăng tỷ lệ đậu hỏa, có nghĩa là mình phun cho cây mai mình vào giai đoạn này giúp cây mai mình phân hóa mầm qua và tạo nụ rất tốt, ngăn chặn hiện tượng rụng hoa. Có nghĩa là cây mai mình đã có nụ và chưa có nụ thì phân này, phân bóng lá này sẽ giúp cho cái nụ mai của mình á chắc nụ hơn. Còn cây nào mà chưa có nụ thì nó sẽ kích thích cho cái cây đó phân hóa mầm qua và tạo nụ. Quả non và hiện tượng thiếu hụt chung vi lượng giúp cây trồng phát triển toàn diện, tăng cường khả năng quang hợp, trao đổi chất. Thì mình phun cái loại này vào giúp lá mai mình xanh tốt. Thì lá mai mình xanh tốt rồi thì sao anh chị? Nó sẽ quang hợp tốt, nó sẽ quang hợp và nó trao đổi chất tốt, nó sẽ giúp cây mai của mình phát triển mạnh theo từng giai đoạn. Và đa chung vi lượng này giúp cho cây mai mình mập cành mập cốt, phân hóa mầm qua và nuôi dưỡng nụ cũng khá là hiệu quả. Nói chung cái phân này anh chị phun cho cây mai mình từ đầu năm đến gần cái ngày lạc lá vẫn ok nghe anh chị. Phân này nè, và phân hữu cơ mà tưới gốc HVB đó, anh chị tưới gốc cho cây mai mình cũng rất là ok. Nó thì cái đợt phun này của em thì em phun ba cái thằng này ha. Gói này của em là 1g cho 8 lít nước, cái này là 4g cho 8 lít nước, hàng này cộng lại là 8 lít nước. Và cái gói này nè, nó hướng dẫn mình á, hướng dẫn sử dụng ~25g-50g cho 200 lít nước, phun định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Hướng dẫn sử dụng 25g-50g cho 200 lít nước. Cái gói này của em là 25g. Cái thùng này của em là 80 lít. Chút nữa em sẽ chế ra em chừa lại miếng ha. Em nhắm chừng, chừa lại miếng. Rồi hai thằng này cũng vậy. Mình tính ra cái lượng thuốc, cái lượng nước. Anh chị nắm cái gốc là hai thằng này cộng lại cho 8 lít nước nè. Thì cái thùng mình bao nhiêu lít nước. Thì mỗi thứ là 10 gói ha anh chị. Mỗi thứ là 10 gói. Hai thằng cộng lại là 20 gói. Rồi cộng thêm cái gói này nữa. Nhưng mà mình chừa lại chút ha. Thì em hướng dẫn như vậy thì anh chị đã hiểu rồi. Thì cái cử phun này của em là em trị sâu bộ chỉ và hỗ trợ phân bón lá này để giúp cho cái lá mai của em càng ngày nó càng xanh tốt hơn, giúp cây mai mình vừa phát triển, vừa sinh trưởng và vừa sinh sản trong cái giai đoạn này. Thì cái tớp mai ngoài sau này em chưa có rải phân, chừng nào em rải phân thì em sẽ ra video trong cái kênh mà em mới tạo tên là Mây Mai Lắm Luôn. Anh chị nào chưa đăng ký kênh đó thì hãy đăng ký kênh đó ha. Nó anh chị thấy cái tớp sau này phát triển cũng rất ngon. Rồi, em kết thúc video tại đây ha. Thì sáng ngày hôm nay là cái ngày mùng 6 tháng 8 lịch, em sẽ phun những cái thứ này. Thì cái công dụng như thế nào thì nãy giờ em đã đọc cho anh chị xem rồi ha. Trị sâu bộ chỉ và hỗ trợ cho cái lá mai của mình á càng ngày nó càng ngon hơn. Rồi, em xin chào anh chị nha.